Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Đông Đức Tăng, chiều hôm nay cũng như những buổi chiều thứ ba vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với hình thức là đặt các câu hỏi và chia sẻ các nội dung. Kính mời Thầy Thiện Chơn điều phối các câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Giác Anh Vũ. Kính bạch Thầy, Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con được rõ câu nhân chi sơ tánh bổn thiện, nay con 10 tuổi có được liệt vào sơ nữa hay không? Vậy bổn thiện của con 10 năm trước và bây giờ khác nhau như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Ai nhờ câu hỏi hay là con tự hỏi? Đây là một câu thuộc về phán đoán của Nho giáo, lý giải về sự thay đổi tính cách của con người từ lúc mới sanh ra, rồi tác động của môi trường hoàn cảnh và sự lớn lên của đó, đó theo đó mà không giữ được cái sự nguyên thủy ban đầu của tính cách. Nghĩa đen của câu nói đó là con người mới sanh ra tánh ai cũng lành. Hai câu kế tiếp được tính lược trong câu hỏi là tánh tương cận, tập tương viễn. Đây là do môi trường giao lưu tiếp xúc tập thành những thói quen tiêu cực mà ngày càng xa rời tính cách chân thiện của con người từ lúc mới lọt lòng. Theo quan điểm của Nho giáo, đó là cái nguồn gốc quá khứ của con người gần như là giống nhau, bất luận là ai, lớn hay nhỏ, nam hay nữ. Và do vậy sự khai hoa nở nhụy, một mầm sống mới đó, từ bào thai của người mẹ được gọi là bổn thiện, tức là cái thiện gốc, ai cũng giống như ai. Và sau vài ba năm được sự nuôi dưỡng của những bà mẹ, những người cha, môi trường giáo dục, điều kiện giao lưu, ảnh hưởng của phong tục tập quán, mà tính cách đó ngày càng xa dần, khác dần, và cái bổn thiện đó bị đánh mất, hiếm ai giữ được lắm. Đạo Phật cho rằng đó là một trong những quan niệm đoạn kiến. Đoạn kiến có hai loại: không thừa nhận có một chuỗi dài nối kết trong quá khứ, hoặc là phủ định sự tiếp tục nối kết ở tương lai. Nho giáo đó thì thừa nhận cái nối kết hiện tại và tương lai, nhưng cho rằng cái quá khứ của mỗi người giống nhau, và nó chỉ khác nhau sau khi con người được sinh ra trên cõi đời này. Nếu con người mới sinh ra vốn là thiện, thì chắc chắn rằng là cái thiện đó không dễ gì trong vòng vài ba tháng, vài ba năm mà bị mất đi. Cái thiên hướng của từng con người đó, nó diễn ra theo cái chiều hướng tiềm tiến, và những cái tình huống đột biến về cá tính, sự thay đổi tính tình không phải một ngày, một đêm mà có thể thực hiện được. Giả sử con người có tính thiện nguyên thủy, thì tính thiện đó cũng được duy trì ở mức độ là vài chục phần trăm, hay là tối thiểu cũng là 50%. Cho nên cho rằng nguồn gốc đầu tiên khi con người mới được sinh ra đều mang dấu ấn của thiện là không đúng.
theo học thuyết niệm của Phật giáo, nối kết với chiều dài quá khứ mà ta không có định lượng được, thì các hạt giống thiện và ác cũng như là trung tính đầy dẫy, có hạt giống là sẵn sàng chờ cơ hội để nảy mầm, có hạt giống bị bỏ quên, có hạt giống rất sung sức, có hạt giống thì khô héo, có hạt giống gần như là không thể nào nảy sinh ra sự sống được dầu có đủ các điều kiện về phương tiện. Hàng loạt các hạt giống thiện và ác với tính hướng khác nhau như vừa điêu đó, như là thuộc vào bản chất của các hạt giống với sự phối nối kết thông qua môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà người đó đang sống. Do vì tổng hòa tất cả các hạt giống cho nên có người đó thì trở thành thiên tài thần đồng về một lĩnh vực, nhưng trong các lĩnh vực còn lại đó, gần như là phải khởi sự bằng con số dê số. Nếu ta để ý cái diễn tiến tâm lý của các em bé, dù là nam hay nữ, thì cá tính của chúng đã được định hình từ những cái ngày đầu tiên được sinh ra. Nếu ta chịu khó làm khảo cứu tâm lý về diễn tiến của nó ngay trong 9 tháng 10 ngày đó, thì sự thay đổi cá tính của người mẹ có một phần ảnh hưởng đa chiều từ cá tính của đứa con nằm ở trong bào thai. Như vậy là từ trong bào thai, các chúng sinh đã có những biệt nghiệp trên một nền tảng của cộng nghiệp chung. Và do vậy sự sanh ra làm cho tất cả sinh giới bao gồm con người đó không ai giống ai. Ngay cả trong tình huống song sinh 2, 3 cho đến 5, 10 có gen di truyền, có ADN giống nhau 100%, nhưng cá tính thì mỗi cô bé, cậu bé khác. Ở Hà Nội trong đầu tràng Pháp Hoa, chúng tôi có biết hai anh em song sinh. Người anh thì ít nói vô cùng, tụng niệm kinh ở nhà thôi, không thích giao lưu, không thích đi vào trong xã hội. Người em gái song sinh á thì khỏe mạnh hơn rất nhiều và rất nhanh nhẹn, và là một trong những người lãnh đạo của đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc. Kể từ khi bà về hưu dấn thân vào trong đạo tràng Pháp Hoa đó, thì số lượng các Phật tử mới được quy theo đạo tràng đó là trên dưới 5-7 ngàn người, một tay nhờ bà sắp xếp hướng dẫn cả. Hai cá tính khác biệt đó không phải khi lớn lên họ mới có, từ ngay trong bụng mẹ đó là cái cá tính vốn mang theo những cái biệt nghiệp gọi là cộng nghiệp đã có sẵn rồi, cho nên sanh ra mỗi người nó khác nhau theo cái căn bản dựa vào nghiệp của người đó. Cho nên có người khi mới sanh ra đó là lành, có người mới sanh ra là thiện, có người mới sanh ra là ác, có người mới sanh ra là tiêu cực, có người mới sanh ra là tích cực. Cũng trong một điều kiện hoàn cảnh nuôi dưỡng như nhau, nhưng mà không có em nào phát triển giống em nào hết á. Ta có thử hình dung một cái trường mẫu giáo, cái lớp mầm đầu tiên đi. Lúc đó các em bé mới được có 3 tuổi thôi, được giảng dạy một chương trình, được chăm sóc bởi một thầy cô giáo, được nuôi dưỡng bởi một chế độ ăn uống, được sinh hoạt bằng một nội dung ấy, thế mà không có em nào giống em nào hết á. Cái giống là ở mức độ nhất định tương đối nào thôi, chứ không thể giống hết. Cho nên cho rằng là khi mới sinh